Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Tính mình cưa cái cây dừa nha các bạn. Chú mình đang mang cái bộ móng để chuẩn bị leo lên cây á. Còn cái máy cưa mà chú mình sử dụng đó là máy cưa G375 nha các bạn. Xài lam lên tinh, lưỡi cưa tinh. Rồi, cái cọng dây này là cọng dây 17 ly nha các bạn. Cọng dây siêu to luôn. Rồi, để lát chú mình mang cái bộ móng vô xong leo lên cây mình quay tiếp nha. Rồi chúng mình xách máy cưa lại cây dừa nè các bạn ơi. Cưa cây dừa này ở chợ Ba Chúc nha các bạn. Để mình quay lên cây dừa cho các bạn cùng xem. Cây dừa này chưa trái luôn. Rồi chúng mình leo luôn. Cây dừa này cong luôn nha các bạn. Giấc chiều này thời tiết hơi xấu các bạn ạ, chuyển mưa nên hơi đen, các bạn thông cảm nha. Rồi chúng mình leo lên tới đó rồi đó các bạn. Úc ơi, lấy cái thao xạ quăng ra đi, ngồi nó rớt ngay bên hướng đó đó. Cây này không ai leo à, cho nên ba cái lá khô nó còn khá là nhiều luôn, trái chảnh rất là nhiều luôn. Rồi vô tuốt trong luôn à. Để mình gùm lên nha các bạn. Dừa lên mỏng ở trên nữa. Lên cây thôi. Để mình quỳ xuống dừa nè. Chúng mình trên tuồng lá xuống. Gịch ba cái lá khô xuống cho nó rớt chóng các bạn. Nó dễ cưa. Cây dừa này còn khá là nhiều trái luôn nè các bạn, siêu trái luôn. Ê, ê. Chút xíu nữa chúng mình. Chúng mình bẻ dừa khô liền xuống. Để mình gùm lên nha các bạn. Đây cô chủ nhà nấu ba cái thuốc nam các bạn, nên khói hơi nhiều nha. Chúng mình bắt đầu cưa rồi. Để mình quay cô đang nấu thuốc nam ở trong này, mình khói lên lắm. Cái lá nữa nha. Quá bén luôn các bạn ơi. Rồi chúng mình bắt đầu cưa các bạn ơi. Quay dừa nữa. Dừa này có cái tấm thiết đậy cái đống củi các bạn, cho nên nó tiêu chèn chèn. Rồi chúng mình tắt máy rồi đây các bạn. Máng máy cưa dù gì đây an toàn leo xích lên trên tí nữa nha. Các bạn
thấy chú mình cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn tôi chú anh chị mà chưa cũng chưa có chưa có gì đó, gần nhà gần dây điện có cửa hàng thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video quá các chú anh chị. Cưa cây dừa này em xin nhắc lại là ở dưới chợ qua chút nha. Nhấn dục xuống. Cắt luôn chú ơi. Rớt. Chúng mình cắt một phía trống rồi. Rồi chúng mình xây về phía bên đây rồi, các bạn ơi, lấy máy cưa. Rồi chúng mình cưa nấu miệng luôn rồi các bạn ơi. Đang căng rồi các bạn, ở dưới có dây điện nha. Chúng mình đang nấu miệng rồi, các bạn ngã chính xác nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn, đã chính xác luôn, đẹp quá đẹp luôn các bạn. Rồi chú mình đứng ở trên đó phân khúc xuống nha. Cưa một tay luôn. Ở đây nè. Được ngay đây được chưa?
khéo luôn các bạn ơi. Rồi chúng mình máng máy cưa vô dây đai an toàn leo xích xuống các bạn. Chủ nhà yêu cầu chừa một khúc này để làm cái cây gác xem qua đó để làm cái sào đồ á các bạn. Cái mít nó hoành có khoảng 150. Cái máy cưa này là máy cưa G450 nha các bạn. Chúng mình leo lên. Mất này quá nhanh luôn. Rồi lên tới trên nè, để mình đưa máy cưa cho chú. Xuống tới dưới cái đoạn chuẩn bị cưa gốc luôn các bạn ơi.
khá là dày nha các bạn. Chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng siêu to siêu có gì đó, gần nhà gần dây điện khó cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú anh để dưới đường link mô tả video và các anh chú anh chị. Rồi chút xíu rồi dính rồi, cây mất nó to mà nó thẳng nó dài luôn. Cái cây tiếp theo mình quay cây tiếp theo cho các bạn cùng xem nha. Mình cắt tiếp mấy cái nhánh với chú cho nhanh lẹ các bạn. Rồi chú mình chuẩn bị cưa cái cây tiếp theo nha. Cái cây này thì nhỏ hơn cái cây rồi các bạn, nhưng cái là cây này già, cây lỗi có nhô rừng luôn.
Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo nha. Mình tiếp cắt củi với chú các bạn.